Hello, xin chào cả nhà đã quay lại kênh Nghĩa Vlog nha. Và hôm nay Nghĩa cùng anh em hội Lai Cam Hồ Chí Minh đã quay lại biển Hồ Cốc nha cả nhà. Ở đây là khu cắm trại nhà gỗ ông già. Và thì đoàn của mình đi có 3 chiếc xe, mà xe mình tới trước nha. Xe mình tới trước. Đó, bây giờ anh em đang chuẩn bị xuống đồ nha cả nhà. Đó, anh em đang chuẩn bị xuống đồ, xuống hành lý nha. Đây là sếp Liêm. Đó, sếp Liêm đã lâu lắm mới quay lại đi cam binh cùng hội nha cả nhà. Đó. Em qua Quang Béo ha. Đó. Nhìn cái người là biết cái tên làm sao rồi ha. Và bên kia đang xuống đồ nữa là em Duy ngay nha, em Ý nha. Tư Mã Ý. Đây xe thứ hai xuống nha cả nhà. Xe này có thành viên là Quyết. Tổ trưởng tôi ăn nhậu. Mền quá. Bên kia có em có lấy đồ. Huy. Đó, em Huy. Đó, qua trong em Trường nghe nha. Ở Trường em Trường. Có mở cốp em ôm đồ. View đẹp đúng không? Đẹp. Ở chỗ mình cắm trại kỳ cũ chính đây chút mà. Đúng rồi. Đúng rồi. Một em avatar nha cả nhà, một em avatar lụm lúa. Kệ, rớt cái cây luôn á. Bày cỡ đây, bày đâm vào đây. Đâm vào dây hả? Đâm vào đây này, cây cành mẹ to, cây to tướng mà đâm vào được. Hai tớ. Thư á, cháy ẹt á. Cháy đây, cháy than đây. Đây, chương Gambo nha cái nhà. Mang cái mận Hà Nội vào à. Vâng, mận Hà Nội. Đây, cho anh trái chơi liền nha. Mận Hà Nội nha cả nhà, mời cả nhà nha. Đây, với view hàng cây là rất là đẹp nha. Bãi biển bên kia. Đó, bãi biển bên đó ha. Đây anh em, lều trại mình đã chuẩn bị xong hết nha. Đó, bây giờ đi chợ thôi cả nhà. Đi ra cồn cảng sắm đồ nha. Đây, bây giờ đoàn của chúng mình cử 7 người. 7 người đi chợ nha cả nhà. Đi chợ đi 7 người. Đi làm cái chợ. Gọi là tập đoàn hậu cần của Corporation Nghĩa. Hai hot girl, đó, năm vệ sĩ ghê không? Hai hot girl, năm vệ sĩ luôn. Hot girl luôn. Đã tới nơi nha cả nhà. Em Châu cũng đã mới tới nha. Đây nha cả nhà, giờ tụi em mình đại náo cồn cảng Bình Châu. Đây. Cái đây là chị. Chị bán hàng rất là dễ thương ở nhà, vừa bán vừa cho luôn. Đó, cười cái này nè. Hàng đây cũng được, hàng ngon. Rồi, chị coi còn cái gì cho thì để ta cũng biết. Đi chợ xong rồi cả nhà. Bây giờ tụi em mình đi
Bình Châu hả? Đi ra chợ Bình Châu nữa, mua thêm ít mực nữa nha. Bây giờ là mua ghẹ này nọ các kiểu rồi. Đúng anh, mua cua các kiểu rồi. Ủa chơi á, chơi rồi, sai rồi, sai rồi. Đây nha cả nhà, anh em tôi đang ơi, chuẩn bị tàu thuyền để ra biển hả? Ra biển. Ra biển là anh nhiêu rồi đó? Mình đây kiếm 7 số lẻ thôi. 700 tỷ thôi. 700 tỷ hả? Còn 600 ngàn kia mình không cần đâu. 600 ngàn bỏ không? Mình kiếm số lẻ thôi. Đó. 2 mét chưa đôi. Đó đây ngay cả nhà. Là đây là thuyền kayak. Thuyền kayak và máy luôn nha. Có máy không Đức? Không. Có cái máy chạy bằng cơm anh ơi. Hôm nay không mang máy theo hả? Không. Vậy anh em mình chơi chèo tay đúng không? Chèo tay luôn. Rồi, quyết định là hôm nay kiếm tiền về phải không? Đúng rồi. Tiền tăng trang hội lai cam mình lên. Đó, đây là cái nhà. Thì hội lai cam. Hội lai cam đi cam binh đó. Đó là vậy nè, đó. Đó toàn thấy lai cam không à, không thấy gì nữa. Quay lại toàn thấy lai cam không à. Hey, anh em mình giờ chuẩn bị xuống biển nha cả nhà. Linh binh trên biển đấy, một đường dù anh ăn cạnh đấy. Đã lắm nha nhà, mang cái bao này đi là an toàn lắm luôn á. Đó, nằm gì là nằm ngã cửa người kìa. Đó, như em trường rồi đó. Cái bao này chỉ có mấy chục ca thôi nhưng mà nằm thoải mái lắm luôn nha. Tại sao bao bây giờ đó em ơi. Ốc móng tay nha. Quá đã luôn. Còn món này món gì đây đâu biết. Cũng là ốc luôn. Ốc móng tay luôn hả? Mua hồi chiều mình mua hết cả tổng bao nhiêu ta? Bao nhiêu đây, ốc móng tay 120.000. 120.000. Cả nồi luôn. 20.000 một ký. Cả nồi luôn. Cái nồi này với cái này là 120.000. Trời ơi. Quá rẻ. Cái phao này có ai lấy vô? Còn cái cô này miễn phí nè, có ai mua? Phao giống cái này nè. Đây cái nhà. Mít chín nha, mít chín cho em Châu mang ra nha cả nhà. Đó. Đi đường chưa chín không à? Chín rồi, chín vàng ngon luôn rồi. Đó, cây nhà lá vườn luôn nha. Ngon chưa, ngon chưa? Chị ơi, ơi. Anh đi, anh sạc pin cái quạt đi, tối có quạt. Ngọt quả trưởng. Tối này ngọt quả trưởng hả? Ngọt quả trưởng hả? Ngon. Thôi, thôi cho anh xin miếng anh cảm nhận nè. Đây có đây. Đây cái nhà. À. Mẹ nói được. Mình sơ luôn. Ừ. Đây quá là đảm đang. Ngon lắm nha. Đây kính thưa cả nhà. Kính thưa cả nhà, đây là những gương mặt vừa bơi xong. Đó. Đang mang một cái đồ bụng đói meo. đang chờ chờ lương thực. Đang chờ tới chờ lương thực. Tụi đáp. Em Huy tụi đáp. Tụi đáp. Ai ăn tương ớt không?
có đang theo tôi hết rồi. Vô đây. Lên đi, lên bia đi. 1, 2, 3 vô. 2, 3 uống xong rồi đi. Dập đi. Nói cái cài gì chứ nó mới không xay không đều nha. Có cái cài gì chọc chọc cái không? Mấy cái cài chọc chọc mất tiền rồi ta. Ra bãi biển đây anh ơi. Đi. Để ra bãi biển chứ. Ra bãi biển anh đi. Đi ra bãi biển đây. Chơi chưa? Chơi đây. Chưa? Rồi thấy rồi. Chơi đi. Kêu con Hoàng xin xích ra. Đẹp quá cả nhà ơi. Rồi, chúc mừng anh em đã tìm được kho báu nha. Hai giàn luôn à. Chúc mừng anh em đã tìm được kho báu nha. Được. Hai bên yếu gì? Biết bắt còng không? Phải bắt dễ đâu. Bây giờ quan trọng là thấy được con còng đã. Em phải gọi từ xa. Em lấy tim xa. Em lấy tim. Đó, nó chạy kìa. Em gọi người mặt đi tới. Không thấy nó luôn á. Em gọi người mặt nó đi tới. Mà nó đi rồi, nó lẫn dưới đất rồi. Em gọi thẳng mặt nó luôn. Quan trọng là bây giờ thấy được cái mặt nó ra đã. Không, em phải đi đó, đúng rồi. Cho zoom lại xíu nữa. Đúng rồi. Đâu? Từ gần xa là thấy mình. Đây. Nước lớn quá. Đây. Đúng rồi. Lẹ quá trời lẹ. Chưa bắt được còng mà mang cái túi. Mình lo mình đũa cái đống xoàn đó. Lâm đó. Đây. Cái bao đâu? Cho mấy cho mà đụng mấy lụng quíu luôn. Kìa. So cái chỗ chân luôn mà. Con này nướng ăn được luôn á. Coi con này hơi ngon luôn á, thịt nhiều lắm á. Con này
quay từ từ thôi bạn ơi, ngay chỗ nhân luôn nè. Con đâu đó, đó. Cản hơi bị bự luôn á. Thành công ơi, là thành công được. Có nồi miếng cá này. Trời, trời hẳn là ve luôn nha. Đây gì đây? Đây. Đây, à, sáng sớm mấy anh em ngồi coi quăng béo bay lại cam. Thổi cây không? Đâu, giờ cho con pha lũi cây chơi coi. Kìa, con ao bà ta đang gớt. Đó. Mới gớt, mới lũi cây xong một phát ăn nha. Ừ, cả nhà ơi, là cuốn hành trình của hội đến hôm nay là kết thúc nha cả nhà. Giờ chuẩn bị cuốn gói về lại Sài Gòn. Ta tạm biệt xa nhau. Chào Phú Biển thân yêu nhé. Bye bye.